Bây giờ chúng tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cách thức để các bạn có thể lập cái hóa đơn bán hàng ở trong phần mềm kế toán. Các bạn hiểu là ở trong cái phần bán hàng thì chúng ta chia ra làm hai loại hàng hóa bán ra. Một là những cái hàng hóa bán ra thông qua kho như là hàng hóa thành phẩm. Cái loại thứ hai mà chúng tôi muốn nói đến ở đây là cái loại hàng hóa dịch vụ. Nó giống như là những cái dịch vụ liên quan đến xây lắp chẳng hạn, hoặc là dịch vụ cung cấp các cái trường hợp như là gia công cơ khí, là những cái dịch vụ. Thế thì ở đây chúng tôi sẽ lần lượt hướng dẫn cho các bạn cách thức để các bạn vào từng cái loại hóa đơn bán hàng một. Bây giờ chúng ta sẽ vào cái hóa đơn bán hàng. Chúng ta vào mục bán hàng ở trên phần mềm, chúng ta chọn thêm mới. Thì các bạn lưu ý là ở đây đầu tiên chúng ta khi vào nhập thêm mới một cái thì chúng ta chọn hàng hóa là không phải bỏ đánh dấu là hóa đơn dịch vụ để chúng ta làm cái hóa đơn bán hàng liên quan đến từng cái mã hàng, tức là cái mã hàng ở trong kho, mã hàng hóa thành phẩm. Ở đây các bạn có thể bổ sung thêm các cái cột như là chúng ta nhìn thấy là cái mã hàng hóa này, tên hàng này, nhưng mà chưa thấy cái cột đơn vị tính ở đâu. Chúng ta chọn ẩn hiện cột, kích chuột phải vào cái dòng ấy, chọn ẩn hiện cột thì chúng ta đã thấy là đã được đánh dấu ở đây. Chúng ta chọn đồng ý. Thế là các bạn nhìn thấy là ở đây có một cái cột là cột đơn vị tính. Nhưng ở trong này thì các bạn lưu ý là đối với một cái hàng hóa vật tư ấy, thì có thể có hai cái đơn vị tính khác nhau. Nên nếu chúng ta cần đến cái đơn vị tính thứ hai thì chúng ta kích vào cái nút là hiển thị đơn vị tính. Thế thì ở đây chúng ta khi lập mới thêm một cái thì chúng ta lưu ý là chúng ta chọn bắt đầu từ cái hình thức thanh toán. Thì cái loại hóa đơn là loại hóa đơn giá trị gia tăng hoặc là hóa đơn thông thường là do tùy thuộc từng cái đối tượng, từng cái doanh nghiệp. Có những cái doanh nghiệp tư nhân họ cung cấp cái hóa đơn thông thường. Bây giờ hóa đơn thông thường thì không có thuế. Các bạn có thể chọn là hình thức là chưa thanh toán hoặc là thanh toán bằng tiền mặt, tức là trực tiếp. Thì các bạn lưu ý là chúng ta chủ yếu chúng ta làm cho các cái trường hợp là thanh toán về cái vấn đề là thanh toán thông qua công nợ. Sau đấy chúng ta sẽ lập cái phiếu thu tiền mặt. Nhưng mà nếu các bạn chọn luôn các cái hàng hóa dịch vụ các bạn bán ra nó có giá trị nhỏ hơn theo cái quy định của nhà nước về số tiền ấy, thì các bạn có thể là dùng cái thanh toán bằng tiền mặt để các bạn không phải lập cái phiếu thu ở bên tiền mặt. Có một cái trường hợp nữa là chúng ta lưu ý là cái hóa đơn bán hàng thì nó có cái đặc thù riêng là trong trường hợp mà bán hàng hóa ấy, thì các bạn có thể là khi các bạn bán ra các bạn có thể xuất kho các cái loại hàng hóa vật tư ra nhưng mà các bạn chưa xuất hóa đơn, thì trong cái trường hợp sau này các bạn kê hóa đơn bắt đầu mới đưa lên công nợ thì các bạn có thể thấy là chúng ta có thể chọn phiếu xuất, có nghĩa là chúng ta bán cho một cái phiếu xuất chúng ta đã xuất, hoặc là trong trường hợp mà các bạn nhập mà cái hóa đơn bán hàng vào trong máy ấy, vào trong phần mềm ấy, thì các bạn nhập luôn là khi các bạn bán hàng ra, có nghĩa là bao gồm luôn cả xuất kho thì chúng ta sẽ đánh dấu vào cái chức năng là kiêm phiếu xuất kho. Vậy các bạn có thể thấy là ở khi chúng ta đánh dấu vào đây thì mặc nhiên là cái nút lệnh chọn phiếu xuất nó sẽ mở đi vì không vì thực tế là nó đã xuất kho luôn và không cần phải chọn cái phiếu xuất nữa, và cái số phiếu xuất mặc nhiên nó cũng sẽ tự động hiện lên cho các bạn. Ở đây chúng ta chọn đối tượng cung cấp, ví dụ như là chúng ta bán cho công ty thương mại Sông Hồng, ở đây diễn giải là xuất bán thành phẩm. Đối với nhân viên bán hàng thì các bạn thấy là có thể chọn luôn trong trường hợp mà là người chúng ta cần theo dõi theo từng cái người là người nhân viên bán hàng của chúng ta. Trong trường hợp là chuyển khoản ấy, thì chúng ta lưu ý là chúng ta phải chọn thêm cái phần tài khoản để biết rằng là khi khách hàng chuyển tiền cho mình chuyển vào tài khoản nào. Ở bên này thì các bạn lưu ý là cái mẫu số hóa đơn, đặc biệt của cái hàng hóa cái hóa đơn bán hàng ấy thì các bạn nhất định các bạn phải khai báo mẫu số hóa đơn và có thông báo phát hành hóa đơn thì các bạn mới có thể lập được hóa đơn ở trong hóa đơn bán hàng. Chúng tôi sẽ hướng dẫn riêng một cái phần để các bạn có thể lập cái mẫu số hóa đơn và cái thông báo phát hành hóa đơn. Thế ở đây chúng ta đã có sẵn thì chúng ta cái ký hiệu của hóa đơn là như này.
các bạn có thể thấy là số hóa đơn là tự động tăng lên. Thế thì ở đây ấy, thì các bạn sẽ enter cho đến cái ô mà ô mã hàng. Các bạn lưu ý là chúng ta nhìn thấy khi chúng ta chọn hàng hóa vật tư thì các bạn nhìn thấy là nó đã có sẵn là cái tồn kho về giá trị và số lượng. Dĩ nhiên cái giá trị thì nó cũng có thể là chính xác hoặc không chính xác do cái trường hợp là trong một cái tháng đấy chúng ta bán hàng nhưng mà do chúng ta chưa tính giá xuất kho nên là có thể cái giá trị về tồn ở đây là nó có thể là nó chưa tính giá thì nó có thể là nó chưa đúng. Nhưng mà các bạn quan tâm đến cái số lượng tồn kho. Ở đây cái số lượng tồn kho ví dụ như ở đây là chúng ta cái số lượng tồn kho là áo sơ mi giải thầy chẳng hạn. Giải thầy thì các bạn ở đây nhìn thấy là chỉ có 900 cái sản phẩm là đang tồn ở trong kho. Vậy chúng ta chọn ở đây ví dụ chúng ta bán đi 400 sản phẩm với đơn giá là 55.000 một sản phẩm, 50.000 một sản phẩm. Thế thì các bạn nhìn thấy là đơn giá trị là sẽ 20 triệu. Nếu có những cái chính sách là chúng ta chiết khấu cho khách hàng ấy thì chúng ta có thể là đánh vào cái tỷ lệ chiết khấu. Thì khi các bạn nhìn thấy là ở đây có luôn cả cái tài khoản chiết khấu mà các bạn chương trình tự động định khoản vào, chế độ bảo hành như thế nào và các bạn có thể đánh vào đây là cụ thể. Ở đây trong cái trường hợp này chúng ta gần như không 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 sử dụng nhiều đến các cái chỉ tiêu còn lại. Cái đối tượng tập hợp chi phí khoản mục chi phí chúng ta không sử dụng đến, chúng ta cũng có thể ẩn đi bằng cách là kích chuột phải vào cái tít này và chúng ta chọn ẩn hiện cột. Các bạn có thể thấy là cái đối tượng tập hợp chi phí này, khoản mục chi phí này, người vận chuyển nếu mà chúng ta không có thì cũng không cần này, mã thống kê này, đối tượng bảo hành số lô, tài khoản chiết khấu các bạn có thể ẩn nó đi. Thế các bạn nhìn thấy là ở đây thì các bạn nhìn thấy là ở đây đã ẩn đi các cái cột mà chúng ta không cần thiết. Ở đây trong cái trường hợp mà có đơn vị tính chuyển đổi ấy, thì cái đơn vị tính này nó hiển thị là do các bạn khai báo thành hàng hóa vật tư ở trong kho là các bạn khai báo là có hai đơn vị tính. Thế nhưng mà ở đây chúng ta không cần thì chúng ta có bỏ đi để cho nó không hiển thị lên. Các bạn kích này để bỏ đánh dấu đi nó không hiện lên nữa. Thế thì ở đây đối với sản phẩm này thì các bạn có thể khai báo thêm các cái chức năng như là các cái tính chắc như hạn dùng bao nhiêu ngày chẳng hạn, được số lô bao nhiêu thì cũng là chỉ là cái mục đích quản lý. Ở bên này nữa các bạn sau khi nhập xong cái hàng hóa vật tư các bạn có thể thêm mới cái loại khác ở đây, ví dụ như là cái này còn tồn 700 sản phẩm, chúng ta bán đi 250 sản phẩm với đơn giá 50.500. Sau khi chúng ta đánh xong thì chúng ta sang cái ô cái trang thuế và giá vốn. Bạn lưu ý là cái trang thuế này là nó được khai báo cụ thể cho cái từng cái phần trăm thuế của từng sản phẩm. Dĩ nhiên là cái sản phẩm ở đây ví dụ ở đây chúng tôi chọn là 10% thì các bạn có thể giữ phím Ctrl Alt M để nó sửa lại cho đúng theo cái tất cả các cái dòng đều có tỷ lệ 10%. Các bạn nhìn thấy là tiền thuế sẽ là 2 triệu và 1 triệu 262.500. Ở đây khi các bạn nhìn thấy cái tài khoản giá vốn và tài khoản kho ở đây, thực chất về cái này là các bạn không 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 cần phải đánh vào, mà khi cái sản phẩm của các bạn á, là các bạn tính theo cái phương pháp bình quân gia quyền thì các bạn để trống ở đây và cái cặp định khoản này nó có sẵn để sau này khi chúng ta tính giá của hàng xuất kho ấy, thì nó tự động định khoản vào đưa vào cái phiếu hóa đơn bán hàng này luôn. Thì các bạn thấy là ở bên này là có thêm một cái cột nữa, cái bảng nữa là cái bảng hóa đơn. Cái bảng hóa đơn thì nó có một cái đặc thù là cái hóa đơn là in kèm theo bảng kê hoặc là không in bảng kê hoặc là cần thiết để in theo bảng kê thì các bạn thấy là nó sẽ gom lại và in ra một cái dòng là hóa đơn kế toán. Là cái hóa đơn này là có cái dòng hàng hóa chung để nó đưa vào cái tên mặt hàng chung ở trên cái cột tên hàng hóa ở trên cái bảng kê giá trị gia tăng. Tất nhiên đến hiện nay thì cơ quan nhà nước không còn cần những cái bảng kê nữa. Thế là các bạn sau khi các bạn lập xong thì các bạn đã có được là cái một cái hóa đơn bán hàng cụ thể. Chúng ta chọn nút lưu. Thế bây giờ chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách thức để các bạn thêm mới một cái hóa đơn dịch vụ. Cái hóa đơn dịch vụ thì bao gồm cái là cái đối tượng tập hợp chi phí. Ví dụ như hóa đơn dịch vụ của chúng ta là hóa đơn công trình. Thế là chúng ta
lập cái hóa đơn công trình sau, chúng ta chọn nút thêm mới. Ở đây chúng ta sẽ kích vào là hóa đơn dịch vụ. Thế thì các bạn nhìn thấy là nó sẽ ẩn đi cả cái cột mã hàng, tên hàng. Chúng ta sẽ phải thêm mới ở đây là cái ẩn hiện cột, là chúng ta chọn thêm cái đối tượng tập hợp chi phí là chính là công trình chúng ta chọn. Thế thì ở đây chúng ta bắt đầu lập mới, là ví dụ như chúng ta thi công công trình cho công ty vật tư ngành may chẳng hạn. Ở đây chúng ta ghi diễn giải là doanh thu công trình ABC. Ở đây chúng ta bỏ trống nếu như không cần đến các cái thông tin khác. Hóa đơn tự động đã tăng lên số 4. Ở đây chúng ta đánh vào đây là doanh thu công trình ABC. Các bạn nhìn thấy là ví dụ như là ở đây 500 triệu tiền công trình. Sau đấy đến các bạn enter đến cái ô mà đối tượng tập hợp chi phí thì nó cực kỳ quan trọng. Chúng ta phải chọn cái ô là cái ô đối tượng tập hợp chi phí là vì sao? Tại vì khi các bạn phân tích cái bảng giá thành công trình ấy, thì khi các bạn là lập doanh thu, tức là định khoản của tài khoản 511. Như vậy cái 511 của chúng ta là nó có một cái đặc thù là nó sẽ theo dõi theo từng đối tượng là công trình, để phục vụ cái mục đích là lên cái bảng phân tích giá thành công trình sau này là nó sẽ phân tích luôn cái phần mà doanh thu, phần chi phí, phần giá vốn, tức là giá trị sản phẩm chất lắp hoàn thành, để có thể lên được cái bảng tổng hợp lỗ lãi của từng công trình cụ thể. Sau khi chúng ta lập xong cái doanh thu của công trình này thì chúng ta vào phần thuế và giá vốn. Ở đây thì đặc trưng của nó là cái phần giá vốn nó nằm bên cái phần giá vốn của công trình, nó nằm bên cái phần nghiệm thu công trình chứ nó không có ở đây. Chúng ta có thể là cái tên hàng ở đây, nhưng mà chúng ta cũng có thể là đánh cái diễn giải thuế vào đây, và cái thuế suất của hàng hóa là 10%. Như vậy cái tiền thuế tính ra là 50 triệu. Đấy, sau khi chúng ta lập xong cái hóa đơn này thì chúng ta chọn nút lưu lại, thì chúng ta đã xong một cái hóa đơn bán hàng cho công trình. Tất cả các cái hóa đơn dịch vụ đều như thế. Bây giờ chúng tôi sẽ hướng dẫn cho bạn tiếp một cái chức năng cực kỳ quan trọng ở trong cái hóa đơn bán hàng. Đấy là dùng cho nhà phân phối. Khi bạn là một nhà phân phối các cái sản phẩm hàng hóa cho một cái đơn vị nào đấy, thì các bạn thường có những cái chính sách giá hoặc là khuyến mại hoặc là chính sách giá bán cho những cái đại lý có thể là lâu năm hoặc là đại lý thường xuyên và có doanh số tốt. Thì cái chính sách giá bán lập ra cũng có thể là một cái chính sách giá bán cho những nhóm đối tượng khách hàng ở trong một khoảng thời gian nhất định nào đấy, và là được khuyến mại và được bán theo một cái mức giá khác so với mức giá bình thường, có thể giảm đi hoặc là có thêm chiết khấu. Chiết khấu thì có hai hình thức là chiết khấu theo tỷ lệ và chiết khấu theo số tiền cụ thể trên từng cái hàng hóa một. Vậy chúng ta sẽ thoát ra, trước tiên chúng ta sẽ lập cái chính sách giá bán. Đối với nhà phân phối, chúng ta vào khai báo, chúng ta vào nhóm giá bán. Ở đây chúng ta nhìn thấy là đã có hai cái nhóm, ba cái nhóm giá bán. Chúng ta sẽ có thể thêm được một cái nhóm giá bán tiếp theo là cái nhóm 4. Cái này chọn thuộc tất cả, chúng ta sẽ chọn ở đây lưu. Thế thì ở đây có rất nhiều cái đối tượng khách hàng, và chúng ta nhìn thấy là ở các cái nhóm 1, nhóm 2, nhóm 3 là đã có. Thì thực tế thì chúng ta chỉ cần kéo vào, kích chuột vào cái ô này để chúng ta kéo vào cái nhóm này thì là nó đã được đưa vào cái nhóm chính sách này. Thế thì chúng ta sẽ tiếp tục khai báo là đây là những cái đối tượng, ví dụ như ở nhóm 1 có 2 công ty, ở nhóm 2 có đến 5 đối tượng, ở nhóm 3 có một đối tượng, ở nhóm 4 có một đối tượng. Thì sau khi lập xong cái nhóm giá bán ấy, chúng ta sẽ vào nghiệp vụ. Chúng ta sẽ vào cái phần chính sách bán hàng. Chúng ta chọn chính sách giá bán. Ở đây chúng ta sẽ lập ra một cái chính sách giá bán theo một khoảng thời gian nhất định. Chúng ta chọn mới. Thì các bạn lưu ý là ví dụ đây là chính sách giảm giá bán cho những đại lý có doanh số
cao. Thế ở đây là các bạn khai báo từ ngày áp dụng trong tháng 11 chẳng hạn, thì các bạn có thể áp dụng là 15 ngày hoặc là 10 ngày là tùy từng doanh nghiệp diễn giải. Ở đây là các bạn đánh vào là thực hiện chính sách giảm giá. Đây cái ngày lập chứng từ thì chúng ta cái ngày lập đây là chúng ta lập để khi mà quá trình làm bán hàng thì chúng ta vẫn bán bình thường, nhưng mà đến khi mà đến cái ngày mùng 1 tháng 11 ấy thì chương trình sẽ chuyển sang cái trạng thái là theo từng cái nhóm bán cụ thể. Ở đây chúng ta sẽ chọn cái mã hàng sẽ được bán theo cái giá nhất định. Ví dụ ở đây chúng ta chọn quần Âu Nam. Đơn giá sẽ bán ra ở cái thời điểm trong tháng 11 là các bạn, ví dụ các bạn bán là 10 là 15.000. Và cái chiết khấu ở đây thì cái chiết khấu đối với cái doanh nghiệp này là, đối với cái trường hợp này chúng ta chiết khấu 400 đồng một cái 400 đồng một cái sản phẩm. Chúng ta chọn sẽ thực hiện chính sách này cho nhóm đại lý nào, cho nhóm đối tượng nào. Chúng ta chọn nhóm đối tượng 1. Tiếp theo dòng thứ hai, chúng ta có thể bán cái sản phẩm thứ hai là cái sản phẩm bán 17.000. Và cái nhóm này không được chiết khấu, chúng ta xóa tiền chiết khấu, chúng ta thực hiện cái nhóm này cho cái nhóm 2 chẳng hạn. Thế chúng ta sẽ có được một cái là cái giá bán này sẽ giá bán mặc định khi chúng ta lập hóa đơn bán hàng, hoặc là lấy luôn cái giá này sang cái phần hóa đơn bán hàng lúc nãy chúng ta đã hướng dẫn. Thế thì chúng ta chọn lưu. Sau đấy chúng ta đóng, chúng ta vào nghiệp vụ, chúng ta chọn bán hàng. Ở đây chúng ta lập bán hàng như sau, chúng ta chọn thêm mới. Thì khi chúng ta thêm mới thì các bạn lưu ý này. Thực tế mà khi các bạn làm ấy thì các bạn căn cứ vào cái ngày hóa đơn này này, ngày ghi sổ này. Thế nếu như nó không nằm trong tháng 11 thì cái giá các bạn vẫn phải đánh vào. Tôi ví dụ ở đây nhé, các bạn bán cho công ty này. Chúng ta để 22 tháng 10 thì cái mã hàng là cái mã hàng ở đây ấy, là cái mã hàng là quần Âu Nam. Các bạn có thể nhìn thấy là giá nó không thay đổi gì. Nhưng mà khi các bạn đổi đây là 01/11 11/2016. Các bạn chọn cái đối tượng mà nó nằm trong cái giá bán của các bạn là ví dụ như công ty cổ phần cơ khí ô tô Nghệ An. Thì các bạn nhìn thấy ngay ở đây là có giá bán 15.000 và mặc nhiên cái tiền chiết khấu thì nó sẽ đưa ra trong cái trường hợp này là đối tượng này. Thế thì vì ví dụ chúng ta đối tượng thứ hai là cái đối tượng mà có cái tiền chiết khấu. Tất nhiên là khi chúng ta đã thực hiện chính sách rồi thì chúng ta chỉ việc chọn chứ không phải là cứ phải đi tìm lại làm gì, vì tôi làm ví dụ, thành ra là nhìn vào cái đối tượng ở đây là chúng ta nhìn thấy là đây chính sách giá bán là cái sản phẩm một cho cái đối tượng này, chính sách giá bán là cho cái quần Âu một, quần kaki nam cái quần Âu Nam nó thực hiện cho nhóm 1 và được chiết khấu 400 đồng. Ở đây chúng ta xem cái nhóm giá 1 là có công ty nào. Cái công ty vật tư tổng hợp Nghệ An. Đấy, nó bán hàng. Và mục bán hàng chúng ta lập mới một cái chứng từ. Đấy, chúng ta thêm mới. Chúng ta chọn ở đây là công ty vật tư tổng hợp Nghệ An. Chúng ta chọn ngày ở đây là ngày 0111. Chúng ta đến cái bỏ cái hóa đơn dịch vụ, chúng ta chọn cái mã hàng là các bạn có thể nhìn thấy luôn là cái thứ nhất là cái đơn giá này. Cái thứ hai là cái tiền chiết khấu nó hiện ra luôn. Ở đây ví dụ chúng ta bán 100 sản phẩm. Các bạn nhìn thấy là cái thành tiền là 1.500.000 và được chiết khấu là 40.000. Thế thì cái chiết khấu ở đây thì nó có hai hình thức chiết khấu là theo tỷ lệ, thì chúng ta khai báo ở trong cái phần chính sách giá bán ấy là chúng ta tính theo tỷ lệ thì nó sẽ nhân ra số tiền theo tỷ lệ.
Ở đây chúng ta thực hiện xong cái phần hóa đơn bán hàng cho các cái trường hợp là nhà phân phối. Mặc nhiên thì khi chúng ta đã tạo mới một cái này rồi và lưu lại thì lần sau chúng ta nhập thêm mới thì chương trình vẫn tự động đưa vào là cái hóa đơn theo kiểu bán hàng này, chứ không phải là mặc nhiên là hóa đơn dịch vụ. Chúng ta chọn lưu lại để chúng ta lưu cái hóa đơn bán hàng này. Chúng ta cũng có thể in. In thì có nhiều kiểu, các bạn có thể in phía xuất kho trong trường hợp là chúng ta kiêm luôn cả xuất kho, rồi là in hóa đơn giá trị gia tăng, in mẫu đặt in hay tự in thì đều có ở trong này. Phía giao hàng kiêm bản bảo hành là trong các cái trường hợp là chúng ta thực hiện cái việc là đối với các cái doanh nghiệp mà liên quan đến cái vấn đề bảo hành sản phẩm hoặc là ấy thì có chế độ bảo hành thì người ta sẽ chọn luôn in cái phiếu kiêm bảo hành luôn. Chúng ta chọn đóng. Như vậy là chúng tôi đã hướng dẫn cho bạn cách thức các bạn lập cái hóa đơn bán hàng có 3 hình thức. Thứ nhất là bán hàng hóa thông thường, cái thứ hai là hóa đơn dịch vụ và cái thứ ba là hóa đơn bán hàng theo chính sách giá bán của nhà phân phối.